có niềm yêu thích đặc biệt cho chị Khóc Lên, bạn Lưu Nguyễn Trâm Anh, 23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đã đang cho mình trang phục Nhật Bình bắt mắt. Ngoài ra, Trâm Anh còn đang cả những bộ quần áo, túi xách, nón len cũng dễ thương không kém. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn những bộ trang phục độc đáo này nhé. Vốn công việc chính của Trâm Anh là làm đầu bếp. Ngoài thời gian đi làm, bạn tận dụng những buổi tối để ngồi đan len. Với cô nàng Gen Z, móc len không chỉ là sở thích mà còn giúp cô giảm bớt căng thẳng sau giờ làm. Trong những bộ đồ mà Trâm Anh đã đan, đáng chú ý là chiếc áo Nhật Bình với tông đỏ cam đậm chất truyền thống được đan trong vòng 2 tháng. Cô nàng đã sử dụng kim 2,5mm móc đan từ 10 cuộn len Alice Diva, một dòng sợi acrylic có độ bóng cao với mong muốn chiếc áo có được tổng thể mượt mà nhất. Áo được làm dựa trên kỹ thuật móc len mũi kép thành hình ngũ giác, tạo nên hai phần tay và thân áo. Các quả tiết thủy ba và cổ áo được mai tay, còn quả tiết vừa ngổ ngũ hành trên áo được in ủi nhiệt. Mình bắt đầu móc len từ lúc mình 10 tuổi, tại vì mình chỉ muốn làm một cái móc khóa để được tặng sinh nhật của bạn thôi. Nên là mình đã bắt đầu kiểu tìm hiểu cách để móc len từ YouTube. Mình bắt đầu cái sở thích móc len từ đó, tại vì mình muốn đem dấu ấn cá nhân vào trong trang phục thường ngày của mình. Có nghĩa là đối với móc len thì bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ bạn muốn để trở thành một bộ đồ của riêng bạn. Nếu như bạn muốn thêm kiểu túi hay là họa tiết hay là bất cứ cái gì, chỉ cần bạn biết những móc cơ bản thì bạn có thể làm được những điều đó. Ngoài bộ Nhật Bình mới đây thì mình vẫn làm những cái bộ quần áo như là crop top hoặc là váy thì có nhiều kiểu, váy đi biển cũng có, váy mặc thường ngày cũng có, với nhiều phong cách khác nhau, màu sắc cũng có, brunch gothic cũng có, mình có làm túi, mình có làm nón. Thì đầu tiên đối với mình, bộ môn móc len là một sở thích để mình có thể thoát khỏi những cái áp lực thường ngày trong cuộc sống thường ngày. Cái thứ hai là mình, như ban đầu mình có nói là mình thích mặc lên những bộ đồ có dấu ấn của mình. Thì với cái bộ Nhật Bình đó, thì trước đây mình đã từng có cơ hội để thử qua những bộ Nhật Bình bằng vải, nhưng mà sau này mình lại nghĩ là tại sao mình không kết hợp giữa một cái bộ môn mình yêu thích với một bộ trang phục mình yêu thích, tại vì mình cảm thấy là cái việc mang bản sắc dân tộc vào dự án cá nhân của mình đó là một điều là mình rất là tự hào. Móc len rèn cho cô nàng Gen Z tính kiên nhẫn, tinh thần ham học hỏi để có thể sáng tạo ra những sản phẩm đặc biệt nhất. Được biết, chiếc áo Nhật Bình cũng đã có người ngỏ lời hỏi mua, nhưng cô nàng nhất quyết không bán vì theo Trâm Anh, sản phẩm làm thủ công rất khó định giá. Bản thân mình là một người trẻ nhưng mà mình rất là yêu quý và trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc. Thì mình đã luôn luôn có một tình yêu với việc phục, những trang phục mang giá trị truyền thống từ xưa đến nay, giống như là Nhật Bình, áo dài, tứ điên, áo ngụy thân, vân vân. Thì khi mà mình làm những bộ trang phục này với sở thích của mình có một niềm mong muốn là mình sẽ lan tỏa được sự yêu thích của các bạn đối với việc phục đến cộng đồng móc len trên quốc tế, đến những bạn trẻ xung quanh, để mọi người có thể nghĩ được là hóa ra việc phục nó đẹp đến như vậy. Thì như vậy, nếu mà càng ngày càng có nhiều người trẻ có hứng thú với việc phục thì nền văn hóa của mình nó sẽ không bị mai một đi, nó sẽ càng ngày được lan truyền rộng rãi và mọi người sẽ quý trọng nó. Khi diện lên mình những bộ đồ mang dấu ấn cá nhân, Trâm Anh nhận không ít lời khen cũng như sự chú ý từ mọi người. Đón nhận những lời khen khi diện trang phục truyền thống hay những bộ cánh hiện đại được đan len bằng tay, cô nàng Gen Z xem đây như sự khích lệ để có động lực đan thêm những bộ trang phục truyền thống khác như áo yếm, áo dài ngũ thân và thỏa sức sáng tạo với chất liệu len.